Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin tin tức ngày hôm nay ngày 12 tháng 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Như các bạn đã biết thì mới đây Qualcomm vừa trình làng loạt chip di động tầm trung mới của họ, bao gồm Snapdragon 665, Snapdragon 730 và 730G. Đây đều là những dòng chip tầm trung mới, nhấn mạnh vào khả năng xử lý đồ họa và AI. Từ bảng kết quả cho thấy thì Snapdragon 730 có hiệu suất cao hơn 21% so với Snapdragon 710. Trong khi đó thì bản Snapdragon 730G có hiệu năng cao hơn 5% so với Snapdragon 730, với điểm xung nhịp CPU là 2.4GHz so với là 2.2GHz. Xét về CPU thì Snapdragon 730G đạt được 86.915 điểm, cao hơn Snapdragon 730 là 82.585 điểm và cao hơn tới tận 30% so với Snapdragon 710. Còn về GPU thì cũng không khác là bao nhiêu khi Snapdragon 730 ghi nhận con số là 66.398 điểm, còn với Snapdragon 730 là 63.787 điểm. Còn với Snapdragon 730 thì sẽ thấp hơn một chút là 63.878 điểm. Trong khi đó thì với Snapdragon 710 chỉ là khoảng 47.736 điểm. Xét về con chip Snapdragon 665 chạy trên tiến trình 11 nanomet, đây là phiên bản kế thừa của con chip Snapdragon 660 và có nhiều chi tiết khá bất ngờ, với điểm CPU cho thấy là Snapdragon 665 57.939 điểm, thấp hơn cả con chip Snapdragon 660 66.695 điểm. Tuy nhiên với GPU của 665 thì lại nhỉnh hơn, có lẽ là nhờ việc tích hợp GPU Adreno 610 thế hệ mới so với là Adreno 512. Đồng thời tổng thể từ bài benchmark của AnTuTu cũng cho thấy là sự vượt trội của dòng chip Snapdragon 730G dẫn đầu với 225.538 điểm, còn với 730 là 213.113 điểm và Snapdragon 710 đạt 167.971 điểm. Trong khi đó, con chip Snapdragon 675 dù có điểm CPU cao hơn là Snapdragon 670 nhưng lại thua về điểm GPU. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế của mỗi con chip có thể sẽ khác nhau khi các nhà sản xuất smartphone tiến hành tối ưu chip đó dành riêng cho mục đích gì, hay là chụp ảnh hay là chơi game. Các bạn thân mến, vào tháng trước thì một bảng sáng chế của Sharp đã được đưa ra đề cập đến một chiếc điện thoại gập lại theo chiều dọc của máy. Giờ đây thì một nguyên mẫu của sản phẩm này đã được đưa ra với thiết kế trông khá thú vị như những gì mô tả trong bản phác họa. Chiếc điện thoại gập lại của Sharp được cho là có màn hình AMOLED 6.18 inch với độ phân giải là 1440x3040 pixel với notch khá là lớn, có thể gập vào với nếp gập ở giữa máy. Sharp tuyên bố rằng thiết bị có khả năng chịu được 300.000 chu kỳ gập nên độ bền lâu dài không phải là vấn đề. Một quan chức thương hiệu này tin rằng sẽ có nhu cầu cao đối với một thiết bị như vậy vì nó sẽ thực sự vượt trội trong hạng danh mục tính di động. Sharp hy vọng rằng sẽ thương mại hóa thiết kế dạng này trong một vài năm nữa. Điều này có nghĩa là người dùng vẫn phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Và rất nhiều thương hiệu khác thì hiện nay cũng đang phát hành ra thị trường những mẫu điện thoại gập lại đầu tiên của họ. Ví dụ như Motorola này, hứa hẹn là sẽ xuất hiện trong năm nay dưới dạng độc quyền cho nhà mạng Verizon với mức giá khoảng 1.500 đô. Các bạn thấy bằng việc giảm giá cho iPhone 2018 thì Apple đã đưa ra giá của iPhone XR xuống còn 924 đô, tức là khoảng 21.46 triệu đồng. Và iPhone XS và XS Max thì cũng giảm khoảng 74.5 đô, tức tương đương khoảng 1.73 triệu đồng mỗi chiếc. Đây là lần thứ hai trong năm 2019 này mà Apple giảm giá iPhone tại Trung Quốc do đồng đô la Mỹ tăng mạnh, buộc Apple phải định giá iPhone XR dựa vào Huawei Mate 20 Pro ở Trung Quốc để bảo vệ lợi nhuận cho mình. Một phần từ những lý do này là bởi vì Apple dự kiến sẽ ra mắt những iPhone mới trong năm nay, thế nên là các nhà bán lẻ ở Trung Quốc dự kiến là sẽ giảm giá iPhone để đẩy mạnh hàng tồn kho. Báo cáo trong quý 4 năm 2018 đưa ra thì Apple đã xuất xưởng chưa đến 20% iPhone tại Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này thì thị phần iPhone tại Trung Quốc là 11.5%, đặt Apple ở vị trí sau Huawei, Oppo và Vivo. Có nhiều nhận xét cho rằng việc giảm giá sắp tới đây của Apple được coi là một chiến lược thông minh và rất cần thiết, ngay khi cả có chịu những tác động tiêu cực đến doanh thu của công ty này đi chăng nữa. Và thị trường Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với Apple và việc bán nhiều iPhone sẽ giúp công ty đạt doanh thu dịch vụ nhiều hơn. Ok, vậy là vừa rồi là chúng ta cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại phần bình luận phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.